đạp lại đi. 1, 2, 3. Biết quăng xe là quăng sao trời. Ý là mình nhảy qua ông bà cậy chiếc xe á, bỏ chiếc xe đi. Đạp lại đi. Đó. Gì con? Con nói gì nào? Nè nó hỏi xe đạp đâu, nó hỏi ba nó đâu. Đâu mấy đứa ơi. Ồ quăng quăng chứ quen quăng không kịp đâu, không chơi được đâu. Rồi sao nguy hiểm? Có ba có sao không?